Cái này là con rùa khu Winber đang thi công rồi nha cả nhà. Đang thi công con rùa rất là bự. Mình quay clip cho cả nhà ít phút cho cả nhà xem nha. Cả nhà xem thấy có hay ý nghĩa nhớ like và đăng ký ủng hộ Nguyễn Xíu Lốc mình nha. Con rùa cả nhà. Cả nhà thấy đẹp không cả nhà? Để mình quay xung quanh cảnh cho cả nhà xem ha. Cảnh vật ở đây cũng cũng thiên nhiên cũng rất là đẹp. Ta trang trí thêm á cả nhà. Cái này là mới dự án mới xây thôi. Chưa có hoàn thành. Con rùa rất là bự. Bự khủng khiếp quay lấy không hết luôn cả nhà. Còn trong cái có bụng con rùa này là cái đường hầm đó xung quanh. Cái này là cảnh rất là đẹp nha cả nhà. Khu vui chơi của Winber Đảo Ngọc Phú Quốc. Để mình đi qua đây mình quay vòng vòng rùa cho cả nhà xem ha. Cả nhà xem thấy thấy hay và ý nghĩa và đẹp. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ cho Nguyễn Sĩ Vlog mình nha. Nói chung làm nghề YouTube này cũng rất là khó khăn, cực khổ rồi cả nhà. Cả nhà xem cả nhà nhớ ủng hộ Nguyễn Sĩ Vlog mình. Nguyễn Sĩ Vlog mình chúc cho cả nhà một năm mới được an khang thịnh dưỡng, sức khỏe dồi dào, bình an và sự nghiệp. Trong cuộc sống cả nhà được an vui, lúc nào cũng có nhiều niềm vui trong cuộc sống và hạnh phúc tràn đầy nha cả nhà.